Trương Thị Kiều Thơ. Làm cho tất cả danh hài, luôn trong tư thế cười há mồm. Làm cho tất cả danh hài, để lòng ngã nghiêng không ngừng cười. Dạ xin chào hai anh. Trời ơi, chưa về thấy bà lấy 2 triệu từ Anh Giang rồi. Thơ ơi Thơ, Thơ đang làm gì vậy? Dạ em đi học, em học lớp 12. Học ở đâu? Dạ học ở trường Trần Quốc Toản, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. À, ở Đồng Tháp hả? Biết yêu chưa? Dạ em ưu tiên phát triển sự nghiệp nên không nghĩ đến tình cảm cá nhân. Thanh niên cứng. Nói cái muốn nhồi máu cơ tim liền. Ưu tiên phát triển sự nghiệp nên không nghĩ đến tình cảm cá nhân. Rất rõ ràng. Đây là chữ nghĩa nha, được sắp xếp một cách rất là chu đáo ha. Dạ thưa hai anh, hôm nay em đến đây là thử thách bản thân mình, xem mình có khả năng tự tin đứng trước mọi người hay không, và cái khiếu hài hước của mình đi đến đâu. Còn về gia đình cũng hơi buồn bởi vì ba mẹ em không mấy ủng hộ. Không mấy ủng hộ dạ hả? Nhưng em thuyết phục ba mẹ để hôm nay được đứng ở đây thi, vì em đã chọn đam mê thì phải thành công với đam mê của mình. Chính xác. Cuộc họp đến đây là kết thúc. Tại sao ba mẹ không ủng hộ? Dạ ba mẹ muốn em trở thành một giáo viên mầm non hoặc là làm đi học công nghệ thực phẩm. Mà quan trọng là bố mẹ em làm nghề gì? Ba em là sĩ quan, bác sĩ quân y. Còn mẹ? Mẹ là nội trợ. Mà tại sao họ lại muốn em làm giáo viên mầm non? Bởi vì công việc ở gần nhà để tiện chăm sóc ba mẹ, vì em là con một. Và nghệ thuật thì cái việc nó rất là bấp bênh. Đúng rồi, nó không có một cái chuẩn nào hết về nếu sự không an toàn. Đủ đam mê thì sẽ không thể nào theo nghề suốt đời được. Em nói là em đam mê đúng không? Vậy thì em nghĩ là nếu như mà không làm được công việc này ấy, em sẽ như thế nào? Dạ rất buồn. Bởi vì trong đời không phải ai cũng thực hiện được đam mê của mình. Trong khi đó phải từ bỏ đam mê của mình mà mình có thể thực hiện được điều đó thì rất đau khổ. Thấy chưa? Trời cực đất quá. Ơi hay quá, anh thích cái trả lời của em. 1 triệu like. Em ơi, em à, thời gian chúng ta không còn nhiều nữa, em có thể sẵn sàng tâm lý và vào vị trí được không? Dạ rồi. Và 60 giây dành cho em đã bắt đầu. Vô luôn. Em kể cho mọi người nghe, hôm qua em đang đi trong công viên, em gặp anh Trấn Thành với bạn gái của ảnh đang bắt rận cho nhau. Trời ơi, anh Thành, anh nghĩ sao anh dắt bạn gái vô công viên mà anh bắt rận? Em mới tính rình nghe để download thông tin về check in địa điểm cho fan nó biết. Nó tới nó cùng anh tự sướng để cười xuyên việt. Vì như chúng ta đã biết, muốn thành công là phải có truyền thông. Mà con đường truyền thông nó hơi khó khăn, nguy hiểm. Nên thôi, mới nghĩ tới đây em nhào lại. Thì trời ơi, cha Trấn Thành đã đáp đĩa ba về hành tinh của chả, để lại một cái cục đen thui trên cái ghế. Cái bóp tiền, mọi người nghĩ xem, bóp của người nổi tiếng 7.000 đô, 80 triệu, 5 ruby, 1.500, cách 80 lỗ, trên hình 10 khó à, I love you. Trời ơi anh Thành, anh nghĩ sao anh đi chơi với bạn gái mà anh đem theo có 1.500. Kỳ cục. Hết thời gian. Có lẽ là thời gian chúng ta không còn nhiều cho em trình bày nữa. Em có thể giao lưu với hai danh hài ngay bây giờ. Hồi nãy anh tưởng tượng lúc đầu là vừa xong bắt đầu lại em vô là cái văn hồi nãy. Em mà nãy em nói bằng cái giọng văn hồi nãy là chắc anh cười điên luôn á. Thiệt. Ví dụ như Nguyễn Huy bắt đầu em mới nói, cuộc đời của người không ai được chọn 2 lần. Khi chúng ta sinh ra, ba mẹ đã cho chúng ta một hình hài, nói cái kiểu đó là anh cười liền luôn. Bây giờ nè, bây giờ là không được 2 triệu đó mà phải ra về, cảm giác thấy sao? Dạ, tại vì như lúc đầu em đã nói ba mẹ không ủng hộ em lên đây, nên em muốn lên đây em phải đi làm thêm. Em thấy không? Em thấy em vừa nói cái giọng này là ai cũng cười em đó. Em thấy không? Ta thử nói tiếp coi. Hai, cho ba. Nên là em biết sao lát về. Tại sao như vậy? Mình muốn làm cuộc đời của mình đi. Cuộc đời mình là mình cảm ơn ba mẹ đã sinh mình ra, nhưng mà mình phải tự chủ được tương lai của mình nhất. Đúng. Đam mê của mình thì mình không có quyền từ bỏ. Đúng. Đam mê. Hai ba. Chỉ cần quyết tâm theo đuổi đam mê tới cùng thì chắc chắn sẽ thành công, dù có khó khăn tới đâu đi nữa. Chính xác như vậy. Hãy cố lên em, anh nghĩ em sẽ làm được. Hãy nhìn vào gương và nói rằng tôi sẽ làm được. Thi rồi năm rớt năm sau thi lại, thi hoài nào đâu thôi. Nào thôi, đúng rồi. 1 triệu like. Sao có gì buồn không? Dạ không. Không buồn sao khóc? Xúc động lần đầu tiên gặp anh Giang, với anh Giang đẹp trai quá trời.
Bây giờ tôi mới biết, giờ em mà tôi mới biết là Trường Giang có một sắc đẹp ứa nước mắt. Rồi, tất cả những gì em phải làm là quẹo phải. Làm cho tất cả danh hài cười mỉm chi cho đến cười khoái chi. Vẫn đã chiến thắng vang rồi. Em rất là thích khi mà làm cho mọi người vui cười và cảm giác rất hạnh phúc khi em đã làm được điều mình muốn làm.